Anh chị cũng bán hết rồi. Vườn đẹp bán hết, mỗi nhà chú chưa bán cái nào. Vườn chú là cho cháu đi nhìn từ cái bên hông nhóm ấy. Cháu mới chui vào đây đấy. Sang chậu đây. Có cây đu đủ đẹp nhất nhưng mà nó cũng đang vỡ chậu rồi. Xong rồi ấy, xong rồi rồi còn làm cái kế hoạch là thay chậu nữa cơ. Có nhiều cây hỏng lắm đây. Nhưng mà năm nay thế này là đu đủ đẹp đấy chứ. Đu đủ năm nay như này là rồi, chặt đây những cây hỏng, chặt đây. Nhiều cây đu đủ đẹp lắm không ạ? Ngoài anh em nói với nhau thì kể cả đang xếp xe, mình nói vào bảo là có người bán được cây đu đủ mà mình không tiện nêu tên, nhưng mà ông cháu bàn với nhau bảo là cực bán được 30 mấy triệu, 36 triệu, bớt được 4 triệu, còn 32 triệu, bớt 4 triệu tiền cẩu. Mà anh em không tin, bà con không tin, tổ sư nói phép. Thế là hôm mới có cái anh bốc cây mà nếu mà 30 mấy triệu thì cháu cũng chưa biết, nhưng mà bán 20 mấy triệu là cháu biết rồi, tận mắt cho chứng kiến. Nắm người giàu, nóng người giàu. Còn thay chậu mấy các thứ đây, nó còn thay chậu để ấy nữa. Còn cái ngành mẹ, cái ngành đu đủ học. Vừa hôm nãy đi qua cái chị ấy, chị còn cho lúa lên trên cái chậu, trên cái khay ấy, khay của khay bonsai ấy. Lại có sản phẩm mía trồng chậu rồi, à cái gì lúa trồng chậu, nó hết đầu. Công nhận là anh em cũng chăm chỉ bán hàng với các thứ. Tranh trước là cũng bán bao nhiêu. Mình đây mình cũng nghĩ là nhiều khi mình cũng nghĩ mình chăm chỉ. Con dở ở nhà nó toàn nước TikTok. Trông vậy thôi, nhưng mà về nhà nó lo xong cơm nước xong là tầm 8 giờ là nó ngồi nó lướt TikTok đến tận 10 giờ, 11 giờ. Mình xuống mình phịch một phát, mình bảo thế mày không cho con đi ngủ đi. Mai hai mẹ con lại ôm nhau đến hơn 7 giờ mới dậy, xong rồi lại đăng phây khoe là hai mẹ con ôm nhau muộn cả giờ học. Đây hỏng đây, những cây hỏng đây. Ở lúc nãy có cái cây hai thân đẹp lắm không ạ? Nó không chia bè chia phái như này đâu, mà hai cái thân này nó quấn quýt vào nhau, nó sát vào nhau này. Xong rồi hai thân nó bao nhiêu quả. Còn đây là cắt các cái lá ở dưới gốc. Đấy. Xong rồi nói chuyện đu đủ thì bị ấy là năm nay là cái Thủy nó cứ hỏi là chọn 20 chậu cho khách, nhưng mà mình bảo là cái loại này quả to quá. Thì quả to thì đến Tết thì nó ấy, nó chín nó rụng ấy. Đấy, thế là bị trượt. Thế anh Kiên anh ấy ôm hết. Thế cái Thủy bảo thế quảng cáo hộ à. Hôm vừa rồi hỏi anh Kiên là cái Thủy nó bảo nó mua lại ấy. Anh Kiên anh bảo là bán hết rồi. Kiên bản anh đi bán cho thợ. Nếu mà các bạn ở đây nhiều cái kiếm ra tiền lắm. Thật. Nói chung là ai làm nghề gì nó cũng, nếu mà các bạn làm có thâm niên ấy, xong có uy tín ấy, thì đầy cơ hội các bạn kiếm tiền. Nhưng mà giới trẻ thì cứ truyền tay nhau là cái việc nhẹ lương cao, xong rồi không làm mà đòi có ăn, xong rồi kiếm tiền nhanh. Chứ còn các bạn phải làm một cái gì đấy trong vòng 3 năm, 4 năm kiên trì, xong rồi giữ uy tín suốt cái thời gian các bạn làm như thế. Như mình cũng làm 10 năm thì khách hướng người ta mới ổn định, như các bạn xem live như này xong rồi các bạn mới mua chứ. Mẹ, xong rồi ngày xưa với là tháng 3, tháng 4 tôi chửi nhau với Huấn, xong rồi cứ dày đặc thời gian ấy tôi lại cứ chửi thằng Huấn, xong lại chửi thằng Tiến. Xong rồi câu view, câu viết thì các ông chạy hết. Lúc ấy tôi lại bà quay sang là tôi không bán cây cảnh các thứ nữa. Tôi lại phải bán quần lót mấy áo lót thôi. Đúng không? Nó mất uy tín đi. Mua hai cây thì phải bảo cái Thủy xem nó nhận giá thế nào. Còn bây giờ đang nhận cho khách, xong rồi bảo anh em là mấy cô chú cháu là thay cái chậu đẹp, xong rồi tính ra chi phí thông báo khách. Đấy. Cái loại đu đủ này, đu đủ hồ lô. Mua thì cũng bán được thôi, nhưng sợ là các bạn em bảo mẹ đắt mấy thế nọ đi kia. Còn kể câu chuyện thực tế. Mày đi mà chọn nhá. Mẹ cầm bình xịt sơn ở cái kia mà chọn. Ở đây còn nguyên đây này. Không nhanh như là hết. Mai video lên một phát là anh em đi chọn hết đấy. Thế là cái Thủy nó lại vào quảng cáo hộ. Đau hết đầu. Tại anh em ở trong giới này, đôi khi là anh em nhiều lắm. Nói thật nhiều cũng nhiều.
chọn chậu xong rồi cho cây lên bao nhiêu cây, khách thì mua lẻ 1-2 cây thì mệt, báo giá cao lên thì báo giá cao lên thì lại tổ sư thằng bán đắt mệt. Nhưng mà chính đấy, có những cái chuyện câu đu, cái chuyện đu đủ mà cũng đẹp đúng không nhỉ. Nhưng mà phải mình thì mình bảo là quả to quá ấy, nhưng mà đến bây giờ như thế này không mua là hết. Đấy, còn những cây khác thì nếu các bạn không ấy thì cây nó bé lắm, bây giờ làm gì đã có quả đâu, cây bé lắm. Đây này, cây nó còn bé hơn cả thế này cơ, thì nó kịp Tết đi, nó Tết nó ấy này. Nhưng người có tiền thì người ta chơi mới. Ở trong các cái bài mà tôi đăng hay cái Thủy nó đăng là có số điện thoại của nó đây, Zalo của nó đây. Còn cái số 4586 là của tôi thì đừng liên hệ với tôi làm gì, tôi có nhận đấy đâu. Liên hệ với tôi một cái tôi lại gửi cái số của cái Thủy, cái số đuôi 214 với cái số đuôi 210 ấy. Thế là nếu mà cái Thủy nó hỏi thì tôi bảo chọn những cây quả nó bé ấy. Nhưng mà như thế này thì các bạn về chơi nó ấy ấy. Thế này, còn nếu mà trong các bài đu đủ thì tôi có nói rồi, tôi sợ những cái quả này là đến Tết là nó chín. Tại vì từ bây giờ đến Tết còn 3 tháng nữa này. Nếu các bạn mà muốn cái hàng chuẩn Tết thì quả đu đủ nó chỉ tầm này thôi. Đấy, quả đu đủ tầm này. Đấy, cái tầm ý. Nhưng mà bây giờ những cái cây mà nó kịp Tết nó cứ như thế này thì các bạn mua thế đéo này được. Các bạn không nhìn này, không thích, đúng không? Các bạn toàn thích những cái cây nó như thế này cơ mà. Về chơi xong rồi chụp ảnh đăng Face xong rồi tố lúc nào quả chín là ăn đu đủ là được. Xong rồi biết đến cái sản phẩm. Để những thằng khác mà nó bảo là đu đủ giá 502 là các bạn bảo tao đã từng mua rồi. Đấy, nghe cái thằng góp nhà cát đá bảo cái mẹ có những cây như này mà anh em chúng nó bán được 30 triệu mấy 20 triệu. Thế trong ở đây đấy nhá, ở cái làng hoa cây cảnh này chứ không phải đi đâu xa đâu. Còn bình thường ở nơi các bạn mà chờ người ta lấy đu đủ này về người ta bán cho các bạn thì còn lâu. Đây này. Đấy, cái Thủy nó xịt đây này. Đấy, chọn cho khách đây này. Nhìn thấy chưa? À, lại có cái trò bôi quẹt để đếm quả nhá. Để quảng bá giới thiệu cái sản phẩm ở địa phương nhá. Năm nay chính đu đủ như này là thuận đấy chứ. Có nhà chị ấy, chị bảo là năm ngoái làm thế là khách cứ bảo là chín sớm hay thế nọ thế kia. Chị làm nùi một tháng. Nhưng mà đếm thế này đéo đếm được phải. Quẹt. Có nhà thu hoạch rồi. Có nhà thu hoạch cả chậu. Bây giờ phải lấy cái gì để quẹt thì mới ấy chứ. Đấy, đếm như này xong rồi gắn nhá, để xem cây này bao nhiêu quả nhá. Đây này, nếu mà tôi khuyên bảo các bạn ấy thì những cái quả nó tầm như này này. Là Tết của nấy này. Ông Kính này là dễ là Tết Tết ấy. Ơi. Tương lai thì mình nhìn xem quả bé quả ít cái nào. Cái đéo gì không biết nhỉ. Mẹ lên mạng thì người ta cứ bảo là khổ thân cái Thủy nấy phải thằng chồng dại. Vừa xấu vừa dại, bây giờ nó cứ hỏi mình. Hôm qua nó cứ bảo mình quay nịu, mình bảo mày khôn hơn tao cơ mà. Bảo anh khôn hơn em. Bây giờ mẹ người nhà nước này cứ đây là làm công tác gọi là tư tưởng, đấu tranh tư tưởng với các bạn. Các bạn còn đang xem sách, bây giờ hướng người ta đến công việc là thích đu đủ đi. Gọi là thay đổi cái thói quen tư duy người dùng ấy. Đéo biết làm thế nào để ấy nhỉ. Người hôm trước thì nó mưa ấy, thế nào còn quẹt bùn. Đéo biết quẹt kiểu gì. Hay là tí là lấy bình xịt sơn của nó không xịt xong đếm nhỉ. Thôi được rồi, tôi nghĩ ra cái để đếm rồi. Tức là như thế này là để cho nó đỡ đếm lại một vòng nữa. Xem một quả có bao nhiêu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cứ là quả là đếm nhỉ. 8 này, 9 này, ôi thế thì nhiều lắm. 10 11 12 13 anh em ở trên kia người ta bảo là cái đu đủ mà ấy như này là đu đủ Thái, còn đu đủ Đài Loan là loại khác. Có hai loại là đu đủ Thái. 13 rồi đúng không? 14, đây là quả này còn chưa đếm nhá. 15 thì đếm luôn. 16 17 17 18 19 19 quả rồi nhá. 19 quả rồi đấy. 20 21 22 22 rồi nhá. 23 24 24 nhá. 24 này. 25 26 27 28 29 30 30
30 rồi. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nó phải tầm 40 quả không ạ? Hôm trước đếm là một cái cây 51 quả nhỉ? Ui đây này, như cây này nó nhiều này. Một cái cây hôm trước đếm là 51 quả. Nó sai, còn cái cây mà tôi bảo đẹp nhất Văn Giang nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Nhưng mà khổ lỗi nhà ông chú có mỗi cây đẹp. Với cả chậu bây giờ cây nó to quá rồi, nó bật bố nó cả, nó nứt cả chậu ra rồi. Ông cho ăn cái gì đây? Đỗ lân là ôi là cháu lại cứ tưởng bao quả nó cây nó hỏng. Bao phân mà bao phân mà ông giấu ấy, hóa ra là cái này là đỗ tương nghiền ấy, có gì đâu. Đúng rồi, có cái gì nào đấy, cứ nghịch như ông này là có tiền đây này. Đỗ tương với cả lân nông thao xong rồi đến lúc cho bán, lúc cho ăn người ta còn chơi đến Tết, chơi riêng thôi. Phải cho ăn bình thường luôn. Cái này cái bé này được không? Chỉ cần tháng nó cây là quả xanh to tướng. Thật mà. Cháu cứ đi lại chủ cây này sau đến khoảng tháng rồi cho nên xuống to tướng. Nhưng mà cháu nhưng mà cái cây sai kia đâu ông chọn. Chọn rồi. Chọn hết rồi à? Ôi giời ơi, cả 150 cây chọn 10 cây mà cũng đi hỏi. Đúng không nào? Bây giờ như này, bây giờ cháu chuyển sớm và chuyển muộn này. Ví dụ cho mua. Chắc là tháng rưỡi nữa. Chú muốn là cho chú một hai cây đầu này, nếu không may là mình chuyển ra nó đỡ gãy tàu với khác thì ảnh vâng. Nhà cháu à. Nhưng mà ông xem thay chậu cho cháu. Thay chậu đấy thì bao giờ phải hỏi thằng bạn ấy đăng tí nó cho cái xem lấy cái mẫu nào. Thì biết chứ biết cái gia đình biết chậu. Chậu không, lên đây thì thay ok, thay xuống đây cứ chuyển chậu này thay ok. Đấy ông báo chi phí ra. Không, ông báo chi phí cho cái thủy, đây là lân này đúng không? Ông cháu hợp tác năm nay còn nhiều năm khác. Chú làm là 6 7 là 6 năm nay. Nói chung mình làm mà không ai chứ mình có làm vẫn. Được cái là cái được cái là cái vườn này hôm nay mới phá trinh, là cảm giác phá trinh thì nó thích. Nhiều ông đại gia ông cứ thích cái cảm giác phá trinh. Đấy. Đây là cái hai cái giống, một giống là quả tròn, một cái giống thì quả dài. Đấy. Quả dài thì nó không đẹp đúng không? Tùy theo người, người thì thích tròn, người thì thích dài. Đây này như cái quả loại đu đủ mà nó giống cái kiểu lựu đạn như này thì có nhiều người thích, lại một giống nữa này. Còn năm nay lại có cái dòng mai cẩm thạch nhá. Rồi dần dần rồi các bạn sẽ biết là đu đủ sẽ có dòng đu đủ cẩm thạch. Mẹ nó lai tạo khoa học, bây giờ nó tiến bộ lắm. Rồi cứ nghe lời tôi, chó không ăn hết cứt đâu, chắc chắn sẽ có cái giống đu đủ cẩm thạch. Chưa biết là bây giờ trên thị trường nó có chưa. Cây mai vàng mà bây giờ có cái dòng mai vàng cẩm thạch rồi đấy. Thì có lẽ là không sớm thì muộn đu đủ cũng sẽ cẩm thạch. Ơi! Ôi, sơn vào quả để tao đếm. Làm sao đâu? Mày điên mà hỏng à? Nó có tí thì mày đừng lau đi. Ơi sợi. Tị đấy, tại vì tôi bôi sơn để đếm ấy. Mà anh dở hơi, anh điên. Mẹ cứ như là vừa rồi chốt cái đơn hàng nghìn tỷ ấy. Bực. Chắc chắn là không sớm thì muộn nó sẽ có cái dòng đu đủ cẩm thạch. Quả nó sẽ sọc ấy. Đây, vừa đấy là mọi người cắt nó chắc là ấy. Cắt lá đi, là lá dưới. Đếm được hơn 40 quả. Rồi sẽ có cái dòng đu đủ cẩm thạch thôi. Quả nó sọc, lá nó cũng sẽ sọc. Không sớm thì muộn. Không, còn muốn phát triển cái dòng này khéo không còn phải tạo khuôn cho quả từ lúc bé như này. Nhưng mà quả này nó dày quá như này, đéo lắp được khuôn vào. Không đút được cái khuôn vào ấy. Đấy. Không đút được cái khuôn vào ấy. Đút vào cái khuôn vào để tạo ra những cái hình thù quả đu đủ ấy. Còn đầy. Nhà, những cây như này quá đẹp luôn. Ôi cho các ông. Đây này hỏng đây này. 150 cây nhưng mà. Hỏng chả biết bao nhiêu cây. Còn giá bán thì nói chung là tùy người, tùy anh em. Còn lúc trước xem một cây đu đủ mà lúc ấy nếu mà kể mà có thời gian phát cho công thì hai cái cây đu đủ nó có hai cái thân này, xong rồi hai thân nó rất gần nhau. Đấy. Năm nay năm sau là làm. Như chị bảo là năm sau rồi chị làm cho cả một luống. Đây, đẹp đẹp thế này nó cũng có chọn đầu. Nó đi xuống đây đéo đâu. Thiếu gì nhỉ? Đây hỏng đây. Hỏng thế là chặt.
cắt, đây là những cái lá lá ở phía dưới này, lá lá cuối cắt đi. Đấy. Cái này thì nó cũng là bố của tiêu sản luôn, nó là cái thú chơi thì làm sao mà tính toán ra được đúng không? Các bạn so sánh là đu đủ ở trên chậu trồng chơi Tết này với các bạn mà bảo là mẹ cây đu đủ nhà tao còn sai hơn với thế nọ thế kia là cái hàng đất. Còn hàng này ở trên chậu rồi, thay chậu nó cũng dễ. Xong rồi ở đây thì đấy là cái nghề cây cảnh này thì nó là cái, nói chung là với cái người giàu ấy, người ta cần cái sự thăng bằng, cái niềm vui để người ta tâm trí người ta hồi phục lại, người ta lại kiếm tiền. Còn với các bạn thì kiếm tiền nó khó thì mẹ phải tiết kiệm tiền. Còn các cụ có nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ấy. Đôi khi những cái người người ta giàu có, người ta đi chùa mấy người ta xem bói là người ta lấy cái sự lấy cái sự yên tâm cái ấy ở trong đầu óc mấy cả cái tâm trí ấy. Tôi lúc trước quay bưởi thì nhiều khi là mình cũng nghĩ, mình bảo mẹ bưởi biết thì chơi được đúng cái Tết, xong rồi sang năm phải chăm sóc, xong rồi phải thế nọ thế kia. Nhưng mà cái người giàu người ta không nghĩ như các bạn đâu. Mẹ làm việc căng thẳng em kiếm 100-200 triệu một tháng chẳng hạn. Thậm chí có người kiếm tiền tỷ một tháng. Thì người ta có những cái cây cảnh xong rồi các thứ ấy. Thế là người ta về người ta bớt căng thẳng. Chứ còn như thằng bố Bảo Vi kia thì mẹ cũng không biết là mày tuổi gì mà mày bảo nói phét đi thôi nhỉ. Mày thử xem tao nói được từ lấy tao nói phét cái gì nào. Nhiều khi mình đặt cái vấn đề cây cảnh với các thứ thì với những người thu nhập thấp hoặc như cái thằng bố Bảo Vi kia nó còn đang ở nhà trọ chẳng hạn, nó hiểu làm sao được lời tôi nói. Nhưng mà nó không hiểu thì mình phải nói cho chúng nó biết. Là với những người ta chơi cây cảnh hay là chơi các cái thú cưng hay thế nọ thế kia ấy, người ta chơi xe phân phối lớn hay biển số đẹp, thì như thằng bố Bảo Vi kia bảo nó hiểu làm sao được đúng không? Mẹ còn chạy ăn từng bữa ấy. Thì nó khó. Đấy cho nên là đôi khi tôi quay những cái này thì người ta, thứ nhất là người ta bảo bé ăn cây nhà tao cây nó còn 4 mét như thế nọ thế kia, nhưng người ta không hiểu. Thứ nhất là cái dòng cây cảnh này. Còn giải thích cho người ta là tại sao mà sinh ra cái dòng cây cảnh này thì bán cho cái người người ta cũng ổn định rồi. Hiểu chưa? Ôi thế thì mày cút. Nại huấn như thế mẹ đau hết đầu. Các ông biết là bây giờ tôi đã bảo cái bọn bố Bảo Vi này thì mẹ nó còn phải đến tôi bốc mã nó phải tầm 3 lần, 3 năm. May ra nó mua được của tôi một cái gì đấy. Nó cứ nghĩ là nó bố tướng bà tượng ấy. Muốn cuộc sống của nó tốt lên nhưng mà nó không ăn thua. Không ạ. Cây này đéo nhiều quả một cây này. Thế là đôi khi là tôi, nhiều khi tôi bán cây cảnh hay tôi ấy như này, tôi cũng đặt ra cái câu hỏi như thế này. Tại vì các bạn khác thì các bạn bảo mẹ cái bọn này đúng là phí tiền. Nó phải giải quyết được cái vấn đề là tại sao mà có những người ta đủ thông minh hơn các bạn, nhưng mà tại sao mà người ta vẫn mua. Người ta biết chứ. Mẹ còn như cây hôm trước tôi quay cho các bạn ấy thì cây đu đủ ế nhá. Năm sau nó vẫn sai, còn sai gấp mấy lần cây này. Ồ, chậu nó còn nứt ra cơ. Đấy, các bạn xem lại cái video mà cái đợt đầu cái hơn tháng. Quay cái cây đu đủ mà chơi xong ấy. Nó lại ra quả ra chiếc đầy đủ. Nhưng mỗi tội là khi mua như này thì các bạn biết là nó là cái dòng cây cảnh ấy. Cho nên nó đắt hơn so với các bạn mua quả nhiều. Còn các bạn yên tâm. Có những cái bình luận trái chiều nhưng mà nó phải trên cái tinh thần đóng góp cơ. Mẹ trên cái tinh thần toàn phá hoại thì cút. Thiết ra gì bọn ấy đúng không? Các bạn cứ thích đông. Đông nhưng nó có vui éo đâu. Còn nói cho các bạn thì để khi mà ví dụ như đấy. Trong cuộc sống nó có rất nhiều trò. Cái trò chơi bưởi cảnh Tết này, chơi trò chơi hoa hồng này, mộc hương này. Rồi nó đu đủ đây nó nhìn thế này nó bảo sao lại vôi cái sơn ở đây. Nhưng mà nó đẹp đúng không? Nhưng mà với các bạn thì bảo là mẹ bây giờ tao có 5 triệu, 7 triệu một tháng tiền lương biết các thứ thôi. Bây giờ cái loại này mày báo giá ở đây là mấy triệu thì bố cái bọn bốc phét. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện có thật. Chẳng qua thu nhập các bạn còn hạn chế thì các bạn bảo những cái người khác mua những cây này là bọn dở hơi. Nhưng mà đến khi các bạn có thu nhập đủ cao thì các bạn biết là nó cũng hợp lý. Đúng không? Thế là do các bạn thôi chứ còn cũng bảo hết đấy nhá, mình biết cái gì mình bảo hết cái ý chứ. Mình cũng có một thời gian mình suy nghĩ là cái công việc của mình như này, công việc hàng ngày của mình như này đéo thiết thực, đéo cứu đói được cho bà con. Ai thế nọ thế kia.
Nhưng mà hóa ra toàn xui bà con là tiêu tiền với thế nọ thế kia vào những cái nó không thiết thực. Đấy, nhưng mà về sau mình nghĩ ở những cái người giàu ấy là người ta đi chữa lành vết thương trong lòng rồi, người ta thích cái sự thoải mái với tiện nghi. Đấy, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nó là cái gọi là cái thức ăn cho tinh thần. Chứ bình thường nếu mà các bạn chưa vươn tới mà thu nhập các bạn còn thấp thì là thức ăn cho mồm, thức ăn cho thể xác. Còn cái người có tiền thì người ta cần cái thức ăn cho tinh thần. Đấy, nói cái từ tinh thần là nó hơi trừu tượng. Nhưng mà thế ở làng tôi thì là hết đu đủ cảnh Tết này, xong cam đường canh, xong bưởi cảnh Tết, xong rồi hoa hồng cảnh Tết, xong rồi các thể loại. Nhưng mà nói cho các bạn thu nhập thấp thì các bạn phải no cái ăn để cho vào mồm. Nó là thực tế. Nhưng mà đến khi thu nhập cao lên thì người ta lại no cái phần tinh thần. Qua cái phần tinh thần lên là nó có phần tâm linh, đúng không? Đúng không? Mẹ nó ối xì nà mà thật. Nó qua cái phần tinh thần rồi nha, nó lại đến cái phần tâm linh ấy. Xong rồi là lo cho cái chết ý. Mẹ mua những cái suất đất mà mai táng ấy, toàn tiền tỷ, mấy chục tỷ, mấy cả trăm tỷ. Sống như này thì còn đéo cần sổ đỏ mấy các thứ, nhưng chết là phải lo sổ đỏ ngay. Chết là phải lo cái sổ đỏ. Xuống cái kia là phải quan ông cháu cha luôn, làm bí thư bí thiếc các kiểu luôn. Đây còn cho ăn đây, đỗ tương mấy cả. Đất ông cứ vầy. Ông cho việc cũng rất là nhàn. Hơn trăm chậu. Đấy. Thì nó chọn được 10 chậu. Chậu chiếc xong rồi. Ôi cho các bạn thấy thế thôi nhá. Ngồi nói thì thành ra rồi nhiều khi là người ta thu nhập thấp rồi người ta lại chửi năm mắm lại mình, mệt lắm. Chú ước hữu thì cái thủy bán lẻ bao tiền chậu? Có bán lẻ không? Chú nhắn tin cho cái Thủy theo cái trang hoặc là nhắn tin theo nó cái số Zalo đi. Ông ơi, ra đây cháu chuyển khoản cao, không là cháu con đi về đây.